Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Moikin TV. Thì tiếp tục video hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về loại giống ngô ngọt Lai F10 Honey 1 Honey 10 này cho các bạn và quý anh chị tham khảo ha. Thì ở quê mình thì sau khi thu hoạch đất xong thì người dân, một số người thì sẽ tỉa bắp ngọt và một số người sẽ tỉa bắp tẻ đỏ mình đó các bạn. Thì hôm nay muốn chia sẻ với các bạn về giống ngô ngọt này và cách xử lý hạt giống trước khi mình đem đi trồng hoặc là đi tỉa các bạn. Thì các bạn nào xem video có biết cách nào hay hơn thì hãy bình luận bên dưới video để mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo những cách mà các bạn đã biết ha. Còn những bạn nào mà chưa biết thì hãy tham khảo cách mình chia sẻ này. Thì cái giống hạt ngô này thì là mình hợp đồng với công ty bắp ngọt luôn các bạn. Thế nghĩa là giống người ta sẽ đưa cho mình, giống người ta sẽ đưa cho mình trồng và sau khi thu hoạch xong á, người ta sẽ trừ lại giống. Thì giống ở đây thường là 1 ký là 900.000 các bạn. Thì ở đây một công người dân ở đây tỉa thường là 800g là một công 1.200m², mình ở đây tính là 1.200m² các bạn. Thì nói với cách xử lý hạt giống thì nó cũng đơn giản, một số người thì sử dụng cách này, một số người sử dụng cách khác thì mỗi người mỗi ý. Nên giờ thì em cái cách của em làm thì nó cũng khá là đơn giản các bạn. Thì đầu tiên thì cái cách này, đầu tiên thì mình sẽ ngâm hạt. Thì em sẽ đưa cái video dẫn chứng cho các bạn xem cho thực tế hỏi của người dân luôn ha. Ngâm 4 tiếng đồng hồ hả? Ủa 20 tiếng. Ủa 20 tiếng. Nước ấm hay vậy? Nước lạnh. Ngâm 4 tiếng xong không cái hình chất ngâm 4 đó. Tiếng. Rồi ủ phải không? Xong rồi mình trộn xử lý thuốc vô. Xử lý thuốc gì nữa? Dòng insulin khi anh chị sọc lá. Ủa dưới đây hả? Insulin hả? Khi mình vớt gọi phải không? Gáo phải không? Ngâm 4 tiếng. Vớt ra gáo nước. Trộn cái thuốc sọc lá vô, insulin vô. Insulin. Có thẻ thuốc này không? Để dưới đó rồi. Bỏ vô bao à. Rồi bao mà mờ đi ha. Rồi cái mình đậy lại cho cái độ nếp mầm nó mạnh nè. Đậy tới sáng luôn phải không? Tới sáng luôn. Là sáng đem xuống tẻ. Đem xuống tẻ. Xong cái mình trộn cái thằng Yamida vô, mấy con bỏ chỉ chích thúc. Là mơ trộn cái nữa hả? Mơ sáng trộn xương cái nữa, sáng trộn cái dân nó tỉa. Sáng trộn Yamida vô. Ừ. Rồi. Vậy là ngâm 4 tiếng vớt ra rồi trộn cái bệnh. Trộn cái thuốc trừ bệnh vô người sọc lá. Ừ, rồi mơ sáng trộn thằng Yamida nữa. Trộn Yamida. Đem cái còn trộn trong nhà. Giờ là thuốc để dưới đất rồi thì cái sáng mình đem dưới đất mình trộn luôn rồi. Rồi. Không phải 800 gram. Công gửi 800 gram. Công 800 gram. Công 800 gram. Đây nè. Công 800 gram. Ký nhiêu anh? Ký nhiêu tiền? 900. 900. Vậy là sáng mình tẻ là mình trộn cái thẻ này vô các bạn. Samida. Thì chích thúc. Chích thúc với gì? Con gì anh? Cái con côn trùng dưới lòng đất á. Qua là mình trộn có thể insulin rồi hả? Insulin. Đấy trộn có nhiều hả? Trộn có nhiều hả? Bao nhiêu anh nó thấy à? Nửa thẻ hả? Đó. Này là mấy ký anh? Đó, 2 ký. 2 ký. 2 ký đó mình trộn nửa thẻ các bạn. Đó. Đó là mình vừa từ khâu xử lý hạt giống đó các bạn, quan trọng lắm đó. Chuẩn bị chút xíu nữa mình là tẻ, mình sẽ quay tẻ cho các bạn xem ha.